xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 9 tháng 3 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. Một tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc, vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng và hoàn thông. Công việc tiến truyện thuận lợi, mặc dù chưa đạt được kết quả khả quan, nhưng con giáp này luôn tin tưởng vào các kế hoạch mà mình đang theo đuổi. Cùng với bản lĩnh, sự kiên trì bền bỉ, thành công cũng sẽ sớm mỉm cười với những chú chuột. Tình cảm, vận trình tình cảm tươi đẹp, tình cảm của tuổi tí với nửa kia trong ngày hôm nay trở nên thảm sắc viên mạng hơn bao giờ hết tuổi tỷ độc thân chống tìm được chân mệnh đời mình nhờ những lời may mỏi từ bạn bè. Tài chính vận trình ta lọc đi xuống, điềm bảo hòa hào tài đang đến gần do tác động của kiếp tài. Những chú chuột cần phải cố gắng cân đối lại chi tiêu càng sớm càng tốt. Cẩn trọng nên học cách cư xử khéo léo trong các mối quan hệ tránh làm phật lòng người khác. Tuổi giáp Tý sự hài hòa dễ chịu của bạn được mọi người khen ngợi tuổi bính tỷ suy nghĩ tích cực nên chẳng có gì là khó khăn với bạn tuổi mậu tỷ bạn càng lúc càng tò mò về thế giới quanh mình tuổi canh tỷ nhẹ dạ cả tin nên dễ bị lừa gạt tiền bạc tuổi nhâm tỷ trao lòng niềm tin cho người mới quen dễ dẫn tới hậu quả khó lường con số may mắn số 41, số 95, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ thân. 2. TỚI vi hàng ngày của tuổi sửu công việc Vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng xôn xả. Còn giáp này đang được đánh giá cao ở khả năng tập trung trong quá trình xử lý công việc, nhờ vậy mà những chú trâu có thể nhanh chóng hoàn thành các dự định còn đang gian dở. Tuy nhiên, sự cứng nhắc và gặp khuôn sẽ có thể là cản trở bước đường thăng tiến của bản mệnh trên con đường danh lợi tình cảm, vận trình tình cảm dễ gặp sóng gió, tình cảm của con giáp này và nửa kia dễ đặt lên bàn cân được và mất, mỗi khi có mâu thuẫn xảy ra thật khó để tìm được tiếng nói chung và sự nhún nhường từ cả hai phía. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, nguồn thu nhập có phần dư giả cũng không có phép màu. Đối với con giáp này trong vấn đề tài lộc nhưng bản mệnh cần phải tiêu xài một cách có chuẩn mực cẩn trọng đầu óc căng thẳng do tiêu tốn nhiều thời gian cho việc sử dụng điện thoại và máy tính tuổi ất sửu tránh căng thẳng nóng nảy vô cớ với mọi người tuổi đinh sửu mâu thuẫn tình cảm gây gắt khiến bản thân buồn phiền tuổi kẻ sửu hay quên lời người khác có chút thất vọng về bạn tuổi tân sửu đừng quá mơ mộng điều gì quá xa xôi tuổi quế sổ cần cố gắng tập trung xử lý các rắc rối trong công việc. Con số may mắn số 2, số 16, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mão. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi dân trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy và như ý. Tinh thần phẫn khởi, nhiệt tình và hàng xài giúp cho những chủ hộ màu trống thực hiện các dự định đã đặt ra trước đó. Thực thần, giúp đem lại cho con giáp này những người làm kinh doanh sẽ hợp tác đối với bạn một cách phát triển nhanh chóng tình cảm vận trình tình cảm viên mãn nhờ có tam hợp cục nâng đỡ mà người tuổi này có một ngày hạnh phúc êm ấm bên những người thân yêu tình cảm có được vốn mất nhiều công sức cho nên người tuổi dân càng thêm trân trọng mọi thứ bên cạnh mình tài chính Vận trình tài lộc có điểm sáng, cơ hội kiếm tiền được doanh thu rủng rỉnh dành cho người làm ăn buôn bán là không nhỏ. Cẩn trọng, sự chủ quan trong bất cứ tình huống nào có thể gây ra những sai sót nghiêm trọng. Tuổi giáp dân, hãy biết lượng sức mình làm việc phù hợp với mình. Tuổi bính dân, cơ hội để bạn giúp đỡ ai đó một cách vô tư. Tuổi màu dân, bạn khá chăm chỉ, ngày nghỉ vẫn muốn làm thêm việc. Tuổi canh dân, dễ ngộ nhận tình cảm người khác dành cho mình. Tuổi nhâm dân, quan tâm nhiều hơn tới người thân, gia đình, bạn nhé. Con số may mắn số 44, số 7. Màu sắc may mắn màu xanh, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. 4. Tử vi ngày của tuổi mão, công việc Vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra lúc thăng lúc trầm. Còn giáp này đang thể hiện rất tốt sự nhạy bén và thảo phát của mình trong quá trình giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, có đôi lúc bản mệnh còn quá hiếu thẳng, kiêu ngạo nên gây ảnh hưởng tới thiện cảm mà người khác dành cho mình. Tình cảm, vận trình tình cảm không thuận. Điềm bảo có kẻ xấu cố tình phá hoại tình cảm đang yên ấm, những tổn thương mà con giáp này đang phải gánh chịu trong ngày ngũ hành sùng khác này có thể là do bị đối phương phản bội lợi dụng. Tài chính vận trình tài lộc có biến động, nguồn thu nhập không có vấn đề đáng lo ngại, song bản mệnh cần để ý hơn tới kế hoạch chi tiêu của mình. Cẩn trọng, đừng vội tin người nếu không muốn trở thành đối tượng bị lợi dụng của kẻ xấu. Tuổi ất mão, tính khí thất thường khiến người ngoài khó hiểu, Tôi đình mạo công việc dở dang vì không thể tập trung làm việc gì. Tôi kỹ mạo việc kiếm tiền càng lúc càng thuận lợi. Tôi tăng mạo cố gắng hơn nữa sẽ không ai phụ công bạn đâu. Tôi quỷ mạo niềm tin đưa bạn tới những chân trời xa hơn. Con số may mắn số 83, số 24, màu sắc may mắn, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi môi. Năm, tới về ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn ảnh hưởng của cục diện tự hình khiến con giáp này trở nên tự tin quá mức thành ra cổ chấp và bảo thủ bên cạnh đó con giáp này lại xem nhẹ sức mạnh của tập thể nên khó lòng có thể mang lại hiệu quả cao nhất tình cảm vận trình tình cảm kém sắc nhưng rối rắm hiểu lầm trong mối quan hệ tình cảm của tuổi thân với nửa kia dường như vẫn chưa tìm được cách để tháo gỡ. Khoảng cách của các cặp đôi ngày càng xa vì cảm xúc dần nguội lạnh, không được hâm nóng kịp thời. Tài chính, vận trình tài lộc đi xuống, thiên quan tác động cho thấy có điềm báo hòa tiểu nhân, tủ thân nên thận trọng hơn trước mọi mối quan hệ nếu không muốn bị lừa gạt. Cẩn trọng, nên học cách lắng nghe, tiếp thu góp ý của người khác để tiến bộ hơn tôi giáp thân tránh tin tưởng ai đó quá mức khi bạn chưa hiểu họ. Tôi bình thân đề phòng gặp hòa thị phi do tiểu nhân gây ra. Tôi mậu thân nên biết yêu thương bản thân hơn. Tôi canh thân không nên chờ vào việc ai đó giúp mình trong lúc này. Tôi nhâm thân trong hoàn cảnh cụ thể bạn mới biết được lòng người. Con số may mắn số 47, số 9, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ tuổi thân. sáu tứ vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc. Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra khá suôn sẻ. Vốn là người sống trọng tình cảm hay giúp đỡ người khác, cho nên người tuổi này dễ dàng tạo được mối quan hệ xã hội rộng rãi cho mình. Cấp trên nhìn thấy được sự tiến bộ ở con giáp này nên không ngần ngại dành cho bản mệnh những cơ hội thăng tiến rõ rệt. Tình cảm, Vận trình tình cảm có dấu hiệu pha nhạt, tủ tị ăn nói bợt chập nên không hay biết rằng lời nói vô ý của mình có thể gây ra vết thương sâu sắc cho nửa kia. Nếu không muốn thay đổi tính cách này thì tình cảm sớm muộn cũng rơi vào bể tắc. Tài chính, vận trình tài lọc vô cùng vượng phát, còn dắp này sắp tới sẽ đón nhận niềm vui liên quan tới lĩnh vực tài chính, lương bổng tăng, lại có lọc ăn uống. Cẩn trọng, sức khỏe không được như ý, đặc biệt các vấn đề về tim mạch do thói quen ăn uống không điều độ. Tuổi ất tỵ tôn trọng, quan tâm tới người thân hơn nữa bạn nhé. Tuổi đinh tỵ cân bản lĩnh mạnh mẽ hơn trước để đương đầu với khó khăn. Tuổi kỷ tỵ có người đang lợi dụng lòng tốt của bạn. Tuổi tân tỵ việc gì cho qua được hãy cho qua đi nhé. Tuổi quỷ tỵ có cơ hội để mình nhận ra trân tưởng sự việc. Con số may mắn số 19, số 8, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 7. Tứ vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Phần trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Còn giáp này hoàn toàn có thể theo đuổi đam mê của mình mà không còn bị gánh nặng tài chính làm cho áp lực nhờ có chính tài nâng đỡ. Tuy nhiên, đừng quá mải mê với những thứ viễn phong mà quên tập trung vào công việc chính của mình. Tình cảm Vận trình tình cảm có chút bất ổn, do ảnh hưởng của ngũ hành sinh xuất sẽ gây ra ít nhiều xáo trọng trong mối quan hệ tình cảm của bản mệnh với nửa kia. Còn giáp này tỏ ra sự khó chịu khi bị ràng buộc bởi những thứ trách nhiệm gia đình, trong khi bản thân còn muốn được tự do bay nhảy. Tài chính, vận trình tài lộc vượng phát, Phần lớn doanh thu mà người tuổi ngọ có được lúc này đều đến từ các hợp đồng, dự án từ lâu. Cẩn trọng, đừng quá chủ quan và thiếu quan tâm tới chuyện tình cảm trong hiện tại. Tuổi chấp ngọ, ảnh hưởng tiêu cực từ yếu tố ngoại cảnh. Tuổi vĩnh ngọ, nhân duyên kém sắc nhưng cũng đừng quá nóng lòng. Tuổi mậu ngọ, hãy đón nhận những lời chê bai như là cơ hội để sửa sai. Tuổi canh ngọ, nếu phải lắng nghe thì nên nghe với thái độ đúng tuổi, nhằm ngọ, trở tin theo cảm nhận của mình ngày hôm nay. Con số may mắn số 60, số 58, màu sắc may mắn màu xanh đen, quý nhân phù trợ, tuổi số 8. Tứ vi ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối suôn sẻ dự bảo những chú dê sẽ sớm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do quả mãi mê làm việc nên bản mệnh không để ý tới nhiều những môi trường xung quanh. Đây cũng là lý do khiến con giáp này mất đi nhiều thiện cảm từ người khác. Tình cảm Vận trình tình cảm có dấu hiệu phai nhạt, túi môi độc thân lẫn những người đã có đôi có đất cặp đều coi trọng sự nghiệp hơn là gia đình. Chính vì không có nhiều thời gian dành cho những người thân yêu nên khoảng cách đôi bên cứ thể là xa dân. Tài chính Vận trình ta lộc không tệ, nguồn thu nhập không chỉ tới từ công việc chính mà còn tới từ các nghề tài trải mang lại cho con nhấp này cuộc sống thoải mái và sung túc. Cẩn trọng, tình hình sức khỏe đi xuống do làm việc liên tục, thiếu thời gian nghỉ ngơi. Tuổi ất mùi, vận trình tình duyên không thật sự như ý. Tuổi đinh mùi, được nhiều người yêu mến vì thái độ hòa nhã. Tuổi kỷ mùi, cố gắng, trang bị, kiến thức cho mình thật nhiều tuổi, tân mùi, sức khỏe không thật ổn định, dễ rơi vào tình trạng căng thẳng và áp lực. Tuổi Quỷ mùi, cố gắng tránh xa những người có suy nghĩ tiêu cực. Con số may mắn, số 8, số 72, màu sắc may mắn, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. chính Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Phần trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, nguồn cảm hứng bất tận giúp cho con giáp này thỏa sức bay bổng với trí sáng tạo, tưởng tượng của mình. Bản mệnh có thể hoàn thành tốt mọi việc được giao, nhưng đừng quên phát triển và giữ gìn mọi quan hệ với những người xung quanh. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hòa, khả năng ăn nói duyên dáng chỉ dọn giúp cho người tuổi thân, độc thân dễ dàng chinh phục trái tim của người mình cảm mến. Nhưng hãy dùng thái độ nghiêm túc trong mỗi quan hệ để mang lại kết quả như ý hơn tài chính, vận trình ta lộc do dào, ngũ hành tương sinh mang tới cho con giáp này cả nhiều vận may liên quan tới lĩnh vực tiền bạc. Nhưng hãy sớm nghĩ tới các phương án kiếm tiền dự phòng tiếp theo nhé. Cẩn trọng, tinh thần dễ xa xúc và bi quan mỗi khi gặp vấn đề không như ý muốn. Tuổi giáp thân, cố gắng quyết tâm vì mục tiêu của bản thân bằng mọi cách. Tuổi bính thân, nên tìm ra thấy mạnh điểm yếu của bản thân tuổi màu thân chỉ có cách mạnh dạn bày tỏ tình cảm mới mong tìm được hạnh phúc tuổi canh thân sự xa cách của bạn lúc này không cần thiết tuổi nhâm thân không có gì ngăn được bước tiến của bạn cả con số may mắn số 33 số 19 màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tý 10 tử vi ngày của tuổi dậu công việc Vận trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Tử vi ngày hôm nay cho biết với những người đang theo đuổi con đường công danh sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Vận may ngập tràn giúp bản mệnh làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, sớm được đáp trả công sức xứng đáng. Tình cảm, vận trình tình cảm thăng hoa rõ rệt. Ngũ hành tương sinh giúp cho cảm xúc của các cặp đôi ngày càng nồng thẩm và khẳng khích với những người đang trong giai đoạn tìm hiểu sớm tính tới chuyện về ra mắt hai bên gia đình khi cảm thấy tình cảm đã chín môi. Tài chính, vận trình tài lộc dồi dào, chất lượng cuộc sống của bản mệnh được nâng cao trông thấy nhờ nguồn thu nhập rủng rỉnh mang lại. Cẩn trọng, nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên, trở cưỡng cầu hay gần ép. Tuổi, ất dậu cư xử phải phép với người hơn tuổi với bạn sẽ được khen ngợi. Tuổi, đinh dậu cần có trách nhiệm với những việc mà mình đã làm. Tuổi kỹ dậu hãy thử thách bản thân với lĩnh vực mới. Tuổi tân giàu dày đánh mất cơ hội tình yêu tốt lành. Tuổi quỷ dậu lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình. Con số may mắn số 55, số 23, màu sắc may mắn màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuốt, công việc Vận trình công việc của người tuổi tuốt trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng. Còn dắp ngay, làm việc gì cũng gặp những điều cản trở. Đặc biệt là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ gặp nhiều bất lợi do tính cách vững bệnh cổ trách của mình. Tình cảm Vận trình tình cảm dễ gặp sóng gió, mâu thuẫn giữa các cặp đôi chưa được giải quyết triệt để nên trở thành lý do làm gia tăng các cuộc cãi vã. Còn người độc thân, mặc dù có cơ hội yêu đương, nhưng vì chưa mở lòng nên đành bỏ lỡ những mối nhân duyên tốt lành. Tài chính, vận trình ta lọc xa xúc, điềm bảo có họa tiểu nhân phá tai nên con giáp này cần phải thật thận trọng trong các quyết định tài chính của mình. Cẩn trọng, tránh nhẹ dạ cả tin hay lơ là bất cẩn trong công việc. Tuổi giáp tuất trở nên nghĩ sai cho người khác bạn nhé. Tuổi bính tuất nhận lời mời tới nhà ai đó để chơi để gia tăng niềm vui tuổi, màu tuất, ảnh hưởng tích cực của người khác, có tinh thần lạc quan từ bản thân. Tuổi canh tuất, trở nổi ra những suy nghĩ thật sự trong lòng mình. Tuổi nhâm tuất, chỉ có tâm thể vững vàng mới giúp bản mệnh vượt qua mọi sóng gió. Con số may mắn số 2, số 18, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 12. Tử về hàng ngày của tuổi hoài công việc, vận trình công việc của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối bình ổn, còn dắp này hãy tranh thủ thời gian này để đẩy mạnh cơ hội học hỏi, khám phá, mở mang tầm hiểu biết cho mình. Hãy hiểu rằng đầu tư cho bản thân chính là cách đầu tư an toàn hiệu quả nhất để dễ dàng gặt hải thành công trong tương lai. Tình cảm, vận trình tình cảm thăng trầm ngũ hành tương xung, đặt còn dắp này với nửa kia đứng trước vô số các cảm xúc thách thức sóng gió dường như sự phai nhạt, không tạo nên sự bao dung, kiên nhẫn với cả hai. Tài chính, vận trình tài lộc được duy trì ở mức ổn định, tuổi hợi có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều tới vấn đề tài chính. Cẩn trọng, đề phòng có kẻ cố tình ném đá dấu tay và phá hoại những thành quả đã cất công mới có được. Tuổi, ất hợi, hiểu lầm nửa kia đôi bên cần bình tĩnh trò chuyện. Tội Đinh Hải có người nói xấu sau lưng bạn đấy hại cẩn thận. Tội kỹ Hải có ai đó khiến bạn thất vọng vì khả năng của họ. Tội Tân Hải công việc nên để sang ngày khác đừng để chúng làm bạn mất vui. Tội Quỷ Hải tính cách độc đoán khiến nhiều người khó chịu. Con số may mắn số 22, số 11, màu sắc may mắn màu hồng. Quý nhân phù trợ. Tuổi mùi